Được rồi. Vẫn chưa được. Phải thử lại thôi. Thí nghiệm này ta đã mất rất nhiều công sức mới nghĩ ra được, nên không thể không thành công. Tập trung nào. Thành công rồi. Ngày ta mong đợi cuối cùng cũng đến. Mày lại đây, uống cho tao. Ông chủ. Không không, tránh ra. Hả? Bắt nó lại cho ta. Rõ. Khốn kiếp. À, chết người. Định chạy đi đâu? Giữ nó lại. Không không, xin ông. Khoan nào thỏ con, không phải ai cũng may mắn như mày đâu. Rất nhanh thôi, mày sẽ có sức mạnh hủy diệt. Không không. À, ông chủ. Tốt lắm, tốt lắm. Hãy đem sức mạnh này đi trừ khử lũ dị nhân người nhện cho tao. Rõ, thưa ngài. Đi đi. Hả? Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Wow. Xem kìa. Chào buổi sáng, nhện trắng, Venom. Hello, nhện đỏ. Yeah. Chúng ta cùng ăn sáng. Ok. Đây rồi. Mì đây. Đưa tớ nào. Bắt lấy. Ow. Phản xạ kém thế. Ngốc thật. Ăn thôi. Ô. Sao còn mỗi một gói thế này? Tớ không biết. Tớ cũng không biết. Làm gì bây giờ? Tớ có cách rồi. Theo tớ nào. Ok, đi thôi. Chúng ta sẽ chạy thi. Ai thắng người đó sẽ được ăn mì nhé. Ok. Chuẩn bị. Đếm đến 3 rồi chạy nhé. Được rồi. 1, 2, 3. Chạy. Hả? Cậu ăn gian nhé. Chân của mình. À, ôi da. Tình đáng ghét, dám chơi xỏ mình. Tăng tốc. Hả? Đợi tôi với. Gói mì sẽ là của mình. Hả? Ủa? Tớ thắng rồi. Yeah. Không thể nào. Các cậu chạy nhanh thật đấy. Hả? Tiếng gì thế nhỉ? Đằng kia kìa. Đi thôi. Không có gì cả. Mình có nghe nhầm không ta? Ở kia có kẻ xấu. Mọi người chú ý. Là tay sai của Joker. Bọn chúng đến đây làm gì chứ? Hello, lâu rồi không gặp. Bọn chúng có súng. Xem đây. Diễn xiếc à. Mất mặt quá. Mang nhầm rồi. Đầu hàng đi. Cái này đã được chưa? Chiến thôi. Ok. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chết tiệt. Dám giở trò đánh lén ta. Khốn kiếp. Ngươi là ai? Ta là Bad Hero. Đỡ lấy. Là chắn. Súng không có tác dụng gì với hắn ư? Vô ích thôi. Hết đạn rồi. Hắn chạy nhanh quá. Định chùn hả? Xem đây. Ai? Không trúng rồi. Yeah. Khốn kiếp thật. Nhện đỏ, cậu không sao chứ? Tớ không sao. Cái cậu nhìn kìa, cơ thể hắn ta đang biến đổi. Là một tên lính đỏ. Chúng ta kiểm tra xem.
dừng lại. Lũ dị nhân đáng ghét, coi như lần này các ngươi may mắn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hả? Ủa? Hắn đâu rồi? Tớ không biết. Tớ cũng không biết. Thôi chúng ta về nhà thôi. Đi nào. Khốn kiếp, các ngươi cứ đợi đấy. Đi thôi. Tại một hành lang, đột nhiên xuất hiện một hiện tượng lạ thường. Một ánh sáng lóe lên, một bộ quần áo kỳ lạ được bay ra ngoài. Vậy thôi nào. Thật là sảng khoái quá đi. Thay đồ đi làm thôi. Yeah, phải thế chứ. Xin chào. Chúc buổi sáng tốt lành. Đi chuẩn bị một chút nào. Của cậu đây. Đẹp trai rồi. Đã xong. Thật là thoải mái đúng không? Đúng vậy. Nhìn trắng. Chào buổi sáng nhé hai cậu. Yeah. Bữa sáng chứ. Tất nhiên. Ok. Hãy ra kia và ngồi đợi tớ một chút. Đói quá. Đợi một phút nha. Mùi vị thật tuyệt. Bữa sáng xong rồi đây. Chúng ta ăn thôi nào. Ngon quá. Tài nấu ăn của cậu vẫn đỉnh của chớp. Biệt đội người nhện đã có được một bữa sáng vô cùng vui vẻ. Đã ghê ha các cậu. Tớ no lắm rồi. Nè, mình đi siêu thị đi. Được đó. Đi nào. Các cậu nhanh lên nào. Hả? Cái gì vậy? Hả? Trang phục mới. Hôm nay thật may mắn mà. Đẹp lắm đó, nhện đen. Cất tạm nó vào trong nhà đã. Được rồi, đi thôi nào. Nhà của biệt đội người nhện. Bộ quần áo kỳ lạ đột nhiên động đậy, rồi biến thành một kẻ bí ẩn. Tôi là ai? Kẻ bí ẩn nhìn theo bóng lưng của biệt đội người nhện khuất dần và nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Mười lăm phút sau. Hôm nay mua cũng được kha khá rồi đó. Buồn ngủ quá. Tạm biệt nhện trắng. Bọn mình đi ngủ đây. Cơ hội đi rồi. Nhện trắng vẫn đang mải mê sắp xếp những thứ được mua về từ siêu thị mà không hề biết được có nguy hiểm đang rình rập mình. Yên lặng. Có chuyện gì sao? Sao đồ đạc lộn xộn vậy? Nhện trắng đâu rồi? Tớ không biết. Nhện đen, chị nhanh ra tìm đi. Nhện trắng. Nhện trắng ơi. Cái gì vậy? Nhện trắng. Vậy là kẻ bí ẩn lại tiếp tục hạ gục nhện đỏ từ đằng sau, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không biết nhện trắng đi đâu rồi nữa. Nhện trắng, bạn đâu rồi? Tiếng gì vậy nhỉ? Hả? Cẩn thận, đằng sau kìa. Hây!
Làm sao bây giờ nhện đỏ? Các người đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát. Nhìn đi, tỉnh lại đi. Ngôi nhà này biết đổi người nhện sao? Bây giờ ngôi nhà này chính là của ta. Hả? Đây chắc là ảnh của bọn chúng rồi. Vô vị. Để xem trong này có gì không nào. Ồ, cuối cùng cũng tìm được thứ có thể ăn rồi đây. Này, nhìn đi. Nhìn đen, tỉnh dậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ổn chứ? Tớ ổn. Tìm cách cởi trói đi. Đây, tôi giúp hai cậu. Chúng ta cần lên kế hoạch để lấy lại ngôi nhà của chúng ta. Nhất trí. Cả ba liền chụm đầu lại to nhỏ bàn bạc một cái gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Thật chướng mắt. Tới lúc hưởng thụ rồi. Ăn thôi nào. Ngươi. Đây. Hả? Chết rồi, bị phát hiện rồi. Đứng lại mau. Còn lâu. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Biệt đội người nhện tới rồi đi. Cả ba liền bao vây quanh kẻ bí ẩn để đề phòng hắn chạy mất. Định đi đâu hả? Hey! Ngươi là ai? Tại sao lại muốn chiếm nhà của chúng ta? Nói mau. Hey! Hắn đã quá thành bộ đồ rồi. Các người cứ chờ đấy. Tới giờ dậy rồi sao? Sảng khoái quá đi. Chào nhện đen. Chào buổi sáng nhện đỏ. Để xem hôm nay có tin gì mới không. Đánh hay quá. Phải vậy chứ. Này nhìn đỏ, lại đây. Được. Thử đi. Nó sao? Ơi, ơi, chân của mình. Nhện đen, cậu ổn chứ? Được rồi, đi thôi. Ok, đợi tới với. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Yes. Cậu nhìn xem, nhìn đó, cậu. Ai vậy nhỉ? Ra xem đi. Bích dây. Không, không phải. Vậy là sao?
biệt đội người nhện giúp tôi với, làm ơn. Có chuyện gì vậy? Đứng lại mau. Ngươi là ai? Ta là Venom. Làm ơn giúp chúng tôi. Nhìn kìa, hắn ta là Venom. Mọi người hãy cẩn thận. Nhìn đó, đi thôi. Ok. Các người gọi đồng minh tới sao? Xin chào biệt đội người nhện. Xử chúng đi. Hey. Ui da. Bắn lén sao? Chết đi. Hey. Chắc người sẽ phải trả giá. Là đây biệt đội người nhện. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Nhìn đó, làm đi. Hey. Xin lỗi nhìn đen, cậu ổn chứ? Cậu ra kia đi. Hey. Muốn thắng ta sao? Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Không. Tiếng gì vậy? Dừng lại bác. Đứng lên nào. Cảm ơn nhện đỏ. Mình xin lỗi nha. Chúng ta là bạn bè mà. Yeah, về thôi. Đưa ta. Bắt ta không dễ vậy đâu. Hey. Lên nào. Các người đứng yên đó. Cẩn thận trúng đạn. Hey. Chết đi. Tôi cởi trói cho. Cậu không sao chứ? Cảm ơn biệt đội người nhện. Này các cậu, chúng ta thắng rồi. Được rồi, đi thôi. Khi tất cả vừa rời đi, liền xuất hiện bước chân của kẻ giấu mặt, báo hiệu có gì đó nguy hiểm đang đến gần. Kìa, làm gì đi chứ? Về nhà thật thoải mái đó. Này, nhìn đó. Gì vậy chứ? Cậu đi đổ rác đi. Tớ biết rồi. La 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 la. Nhìn đó không hề hay biết rằng Joker đã rình rập sẵn mình ở bên ngoài từ lâu. Cơ hội của ta đây rồi. Hả? Joker, hãy xem đây. Người đầu của mình sao lại đau như vậy chứ? Cơ thể này. Cuối cùng thì ta cũng trở lại rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Từ giờ không ai có thể chống lại được ta nữa rồi. Nhìn đó ơi. Hả? Các người muốn đi đâu? Joker, bạn của ta ở đâu? Bạn của người ở đây. Hả? Nhìn đó. Xử lý chúng cho ta. Hả? Ui da. Chết đi.
cũng đánh lén ta sao? Mau sắm hối đi. Nằm mơ đi. Chết đi. Venom, lên đi. Được. Nhìn đó, chúng ta là bạn mà. Hey. Tôi giữ được cậu ấy rồi. Tớ xin lỗi. Không sao, tớ ổn. Hôm nay sẽ là ngày vũ của các ngươi. Làm tốt lắm Venom. Cầm lấy. Hãy tiêu diệt biệt đội người nhện cho ta. Dừng lại, mau tỉnh lại đi. Đầu của ta. Lúc này, những hình ảnh kỷ niệm về biệt đội người nhện lần lượt trở về trước mắt nhện đỏ. Đồng thời, cả ký ức khi bị Shocker tấn công cũng đã hiện lại, khiến Venom đau đầu một cách dữ dội. Tôi không phải là bếp gái, tôi là nhện đỏ. Hãy đợi đi. Các cậu, đứng dậy nào. Cậu ổn chứ? Tớ ổn. Chúng ta về nhà thôi. Xin chào ông già Noel. Shocker. Ui da. Định đi đâu vậy ông già Noel? Ta sẽ mượn tạm cái này của ngươi nhé. Bắt lấy hắn. Dạ vâng. Hãy xem nhện đỏ ta biểu diễn đây. Hey. Ai vậy nhỉ? Chúc mừng Giáng sinh. Wow, ông già Noel. Giáng sinh vui vẻ nhé. Cảm ơn ông già Noel nhiều. Đây là đầu của mình. Hôm nay mua được nhiều đồ quá đi. Nhìn đó. Nhìn đó, cậu làm sao vậy? Người phải chết. Nhìn đó, là mình đấy mà. Cậu đang làm gì vậy? Tỉnh lại mau. Người. Cậu không sao chứ nhện xanh? Ok. Thả ta ra. Thả ta ra. Cậu hãy cố gắng chịu đựng. Hả? Sao lại có hộp quà ở đây vậy? Này, đây là gì? Không ổn, chúng ta phải kiểm tra lại. Phát hiện điểm đáng nghi ngờ, nhện xanh và nhện hồng liền mở máy chủ lên để kiểm tra lại toàn camera trong nhà, xem có chuyện gì đã xảy ra. Món quà bất ngờ chứ. Quá ra chính là Shocker. Đi bắt hắn thôi. Vũ khí đã sẵn sàng. Tiếng động gì vậy? Đi kiểm tra xem. Theo vị trí trên GPS thì nó nằm ở đây. Sao mà không thấy gì hết vậy? Cẩn thận.
có kẻ đột nhập. Cẩn thận, nhìn không. Cậu ở kia, tới sau đó. Nè, hả? Nhìn không, đi nào. Hãy bám sát nhau nhé. Lâu lắm rồi không gặp biệt đội người nhện. Hãy đưa thuốc giải ra. Có giỏi hãy tới đây lấy đi này. Muốn đi đâu hả? Ra đi. Chết đi. Một cút đi. Đừng làm hại ông ấy. Ông không sao chứ? Hãy đợi đấy. Thuốc giải đây rồi. Cảm ơn biệt đội người nhện nha. Tặng cậu. Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại có quà. Chúc mừng Giáng sinh. Giáng sinh vui vẻ nhé. Tạm biệt. Chúng mình về thôi. Bọn tớ đã tìm được thuốc giải rồi này. Uống đi nào. Cho cô ấy uống nốt đi. Sao tớ lại bị trói thế này? Cậu ổn chứ? Tớ ổn. Có chuyện gì vậy? Thành công rồi. Yeah. Tuyệt vời quá đi. Chúng ta cùng mở quà của ông nhà Noel nha. Wow, là mũ Santa này. Hoan hô. Đẹp quá đi. Đẹp quá, đẹp quá. Merry Christmas. Nhìn đi, nhìn kìa. Lại đó xem đi, mau lên. Đây là gì vậy? Là một bộ đồ mới này. Đem về nhà nào. Biệt đội người nhện, cứ đợi đó. Tập luyện chăm chỉ vào. Mạnh tay lên. Lần nào các ngươi bị đánh bại cũng được vì các ngươi lôi luyện tập đó. Hả? Ngươi là ai? Ta chính là Boss. Gì chứ? Muốn làm chủ sao? Bước qua ta trước đã. Anh em, lên nào. Muốn đứng trên bọn này thì phải thắng bọn này đã. Thử hắn đi. Hãy xem đi. Đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Từ giờ các ngươi muốn sống thì phải nghe theo lời của ta. Dần dần ta sẽ trở thành bá chủ nơi này. Đi lấy lại trang phục của ta từ tay biệt đội người nhện đi. Dạ dân. Còn các ngươi theo ta. Nhìn bộ đồ này xịn sò quá đi. Tớ thử xem. Không, để tớ. Không, để tớ. Cảm giác khác quá. Này, nhìn đó. Cậu thấy sao hả? Tôi cảm thấy sức mạnh. Để thử kiểm tra chút xem thế nào.
Này nhìn đi, hãy ngồi xuống. Ok. Tuyệt vời đó. Thật là điên rồi, tới lượt tớ. Đây, cầm lấy. Wow, cảm giác này rất ngầu đó. Hả? Bad guy? Tớ nhìn thấy hai tên bad guy đang ở ngoài cửa. Bọn chúng làm gì ở đó? Tớ không biết. Vào thôi. Cẩn thận đó. Cẩn thận. Hey. Yeah. Hey. Dám đột nhập vào nhà ta sao? Người làm gì ở đây? Boss nói bọn ta đến đây lấy lại trang phục. Tớ có ý này. Boss, làm tốt lắm. Đưa ta. Bộ đồ sức mạnh của ta, ta sẽ cho các ngươi xem. Ngươi là ai? Xin chào bé gái. Tuyệt đối ngươi nhánh. Đứng xuống đi. Hey, cút đi. Hắn ta đâu rồi? Nhìn đó, bắt lấy. Muốn làm loạn trên địa bàn của ta sao? Trang phục của ta. Chết này. Ngươi coi thường tao quá rồi đó. Lại đây nào, trả lại bộ đồ cho ta. Nằm mơ đi. Ngươi biệt đội ngươi nhận. Nhìn đi, cậu không sao chứ? Ta sẽ bắt hắn sao vậy? Về thôi.